Nhờ định hương xong đồng xá và đồng quyền lại tả đất Phật, cúi đầu đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Cúi đầu đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Cúi đầu đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Cúi đầu đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng xá Đức Phật và hai vị Bồ Tát Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và để cầu nguyện cho đạo thứ nhì, mà quý vị đồng xá ba xá và đồng quyền và đồng vinh hương đã lên chán đồng thánh quyền. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho ông Lê Văn Hòa thọ 90 tuổi và bà Trưởng Thị Chính thọ 77 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ tất cả vong linh được thoát chốn mai đồ giảng sanh niệm cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng xá và thương. Và mời toàn thể đồng chắp tay và bạch niệm Phật để hồi hướng công đức với người quá giảng. Nam mô A Di Đà Phật. Và định hương xong đồng xá và đồng quỳ lại tạ Đức Phật. Cúi đầu đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Cúi đầu đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Cúi đầu đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Cúi đầu đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng xá Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và để cầu nguyện cho đạo thứ ba là đạo sắp cùng mà quý vị đồng xá ba xá và đồng quyền và đồng vinh hương đã lên chán đồng thánh nguyện. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu.